Xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn nho Phong Lan. Hôm nay buổi tối ngày 23 âm lịch là ngày 28 tháng 1 năm 2019. Cho phép em gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú anh chị các bạn. Em sẽ tiếp tục bán hàng buổi tối hôm nay và phiên buổi sáng ngày mai là phiên cuối cùng em bán. Thì tối hôm nay thì em sẽ giới thiệu với toàn thể cô chú anh chị các bạn những cái hàng quế trắng, hàng dề, như là quế tháng 8, hàng dề và hàng bó. Và trong đấy em có một ít kiều tím với lại các loại mặt hàng linh tinh về. Thì cho phép em gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể cô chú anh chị các bạn nhé. Số điện thoại để liên lạc với mô hình chúng em là số điện thoại 0949 26 1918 và số điện thoại 0968 268 175. Thì em còn gửi hàng được cả nước đến ngày mai nữa, bởi vì ngày mai là ngày 29, 29 thì vào ngày 24 âm lịch thì gửi nhanh thì tầm khoảng 2 ngày thì khách hàng đã nhận được hàng rồi. Đấy, ở trong miền Nam thì 2 ngày nhận được hàng rồi, chậm nhất là 3 ngày. Là 25, là 27, là 28 là khách hàng đã nhận được hàng hết nhé. Cả nước sẽ nhận được hàng hết. Thế là ngày mai thì em sẽ vẫn gửi hàng bình thường. Và ngày mai sẽ là ngày cuối cùng em bán hàng. Đấy, thì buổi tối hôm nay thì em có rất là nhiều cái quế trắng hàng dề. Thì có tổng khoảng 10, 10, 14, 15 dề gì đấy. Thì những hàng dề này thì nó rất là tiện và ghép cũng lên cũng nó đẹp hơn và cây nó khỏe hơn. Một cái dề, một cái cặp mẹ con như thế này. Đây, một cặp mẹ con rất là to đẹp đấy. Cặp này thì ở ngoài thì rất là đẹp đấy, khi mà trồng lên thì mọi người có thể trồng lên như thế này. Đấy, một cây, một cặp mẹ con này thì em bán giá là 450 nhé. Đây, một cây mẹ con như này. Đó, hình này em tạm gọi là hình số 1, 450 cho hình số 1 này, hai cây. Đấy, hai cây mẹ con là xếp nhé. Đấy, rất là ổn cây. Số 1 ạ. Để đấy được mà. Đặt đống để được. Số 2 cũng là một cái dề, cũng có hai cây. Hai cây này thì bé hơn hai cây kia một tí nhé. Hai cây này em bán 380.000. Hai cây này thì cũng đẹp. Đây. Cây mẹ cũng rất là nhiều cặp lá đấy. Một cặp. Đây là hình số 2 nhé. Đấy, một dề mẹ con cong như thế này. Giá là 380.000. Tiếp theo hình số 3 này. Hình số 3 này thì đẹp lắm ạ. Hình này bác nào lấy được hình này thì quả quá là tuyệt vời luôn. Tuy nhiên hình này có hai thân, nhưng mà một thân thì lại dân khai thác thì bị gãy mất cái ngọn. Mất ngọn rồi. Thì năm sau nó sẽ mọc ra rất là nhiều cây con đấy. Cái cây này là một cây mẹ con này và một cái cây mất ngọn ở bên kia. Đối với một cái cây mẹ con đẹp như thế này và một cái cây kèm bên kia thì em sẽ bán cây này là 750 nhé. Cặp này số 3 nhé, 750. Đấy, 750k số 3. Anh trẻ, anh nhờ em lấy cây cho anh cái số 3 đây, 750k. Số 4 lại từ ngoài vào. Đây là số mấy? Số 4. Ô. Số 4 là một cái cây một mẹ ba con. Đây. Em cây này thì em bán 300.000 nhé. Số 4 em bán 300.000. Một mẹ ba con. Đây, là xếp đây. Đó. Em sẽ quay từng hình một cho mọi người xem rõ, bởi vì là em đặt ở đất thì nó không khoe được cái độ đẹp của nó hẳn. Đoạn này 300.000. Số 4 đâu em? Số 5. Số 5 đây. Số 5 là một cái cây lá xếp rất đẹp này. Một cây xếp đẹp này. Và ở dưới này có hai cây nữa này. Một cây nó bị mất ngọn nhé. Không biết cây này có phải bị mất ngọn không? Cây này không phải mất ngọn đâu. Đó, cùng có ba thân rất là đẹp này. Và một cây con trên này này. Đây là hai khóm. Đây là hai khóm đây. Số 5 đây. Hai khóm này em bán 400.000 nhé. Cây này xếp rất đẹp luôn này. Đó. Số 5 em bán 400.000 nhé. Đây em buộc lại. Đó. 400.000 cho cái hình đấy. Số 6 đâu em? Số 6 là một dề. Em nhấc cho anh như thế này. Nhấc bừa bừa nó lên thì mới khoe được hết độ đẹp đó. Đấy. Số 6 này là một cây lá sọc nhé. Nó là một cây lá kẻ đây.
có một cây lá kẻ ở giữa cái khóm này. Thì lẽ ra em để trồng nhưng mà sau rồi thôi em bảo thôi lịch cái lộc cuối năm này thì em thôi em cũng muốn chia cho mọi người luôn. Đây là một cây lá kẻ đây, rất là rõ đấy ạ. Kẻ rất rõ luôn này. Hình là hình số 6, hình chữ lộc nhé. Đây. Và gồm có một cây lá kẻ này, và còn lại là còn có 1 2 3 4 thân nữa. Giờ này thì em xin phép được bán giá là 1 triệu 6 nhé. 1 triệu 6 cho cây lá kẻ này và còn lại chỗ này. Đấy. 1 triệu 6 cho cái rể đấy. Đắt ở cái cây lá kẻ kia. Cây lá kẻ này. Đấy. Đây nhìn rất là rõ nét đây nha mọi người nhé. Đấy. 1 triệu 600 nghìn. Và hình này là hình số 7. Hình số 7 là một mẹ, một cây mẹ và hai cây con. Cây mẹ hai cây con, cây mẹ rất là dài này, cây mẹ có khi phải đến được tầm khoảng 40 cm. Rể này khá đẹp ạ. Hình hình số 7 đây. Cây này với cây này thì em bán 550 cho cây này. Đây là quế trắng nhá mọi người nhé. Đây, đây là quế trắng đây. Em 550 cho hình số 7 này. Hình số 8 này. Số 8 là một cặp chân rết này. Rất là dài. Và cây cũng xếp cũng đẹp này. Cái này thì trồng lên nó sẽ lá nó sẽ căng lại là đẹp ngay nhé. Cặp này thì em bán 600 nghìn. Đây. 600 nghìn cho cặp này một một cây mẹ và một cây mẹ một cây con đây. Đấy, cũng có hai cây mẹ rất dài nhé. Dài cũng có khi phải đến 50. Và một cây con ở trên này. Đây. Tiếp theo số 9. Số 9 đây là một dề ngắn thôi. Thân rất là ngắn này. Không có dề này thì có rất là nhiều thân này. Đó là hàng dề đây. Số 9 này em chỉ bán 350 thôi nhé. Đây bởi vì cái dề nó ngắn đây. 350 cho cái dề số 9 này. Dề này mua thì rất là lợi luôn về cây luôn này. Số 10 em nhắc lên đi. Bửa bửa lên một chút. Đấy, số 10 này là gồm có một cây một mẹ hai con này, một cây một mẹ hai con phía này nhé. Đây rất đẹp ạ. Và một cây cái này cái lá nhân này. Và một cặp ở dưới kia và phía bên này cũng có là một cây này, hai cây này, ba cây. Đó, một cái dề này rất là to, tổng hợp của cái dề này. Đó, đấy. Bạn ghép cô chú anh chị các bạn ghép lại sẽ ghép như thế này. Và dề này là dề số số 10. Dề này thì em bán giá là 850k cho cái dề này. Đấy, giá đấy thì hơi rẻ đấy nhỉ. Rồi được rồi. 850k. Đây là một cái cây một cặp số 11. Cây này thì nó bị mất ngọn này. Phải mất ngọn không? Này mất ngọn thật rồi này. Rồi. Cái này mất ngọn rồi. Cái này mất ngọn và một cây to ở bên phía bên dưới này và một cây ở bên trên. Cặp này mất ngọn em bán 500 nghìn đấy ạ. Này em ấy số 11 này bán 500 nghìn. Chủ yếu là cây cây xếp ở phía này. Đấy. Cái này mà không mất ngọn thì đẹp lắm. Ấy. 500 nghìn cho cây đấy. Đây là một cặp chân rết rụt rất đẹp. Cặp này phải được 1 triệu rưỡi thì em mới bán. Cả đám huy cặp này đẹp nhất. Cây này. Để em cầm cho khách để cho khách xem. Em bán 1 triệu rưỡi cho cây này. Ba thân nhé. Đấy. Ba thân. Đây. Đó. Đây ạ. Ba thân em mọi người xem được hai thân rồi nhá. Thân cuối cùng ở phía dưới này. Em bán 1 triệu rưỡi cho ba cây này một cái dề này. Đây ạ. Số này là số 12. Đấy, 1 triệu rưỡi cho hình số 12 đấy. Hình số 13. Cái này mất ngọn không em? Không. Cái này không mất ngọn, cái này mọc con mới rồi này. Cái này không mất ngọn này. Ba thân. Rất là ổn nhé. Số 13. Số 13 dền này em bán 600 nghìn nhé. 600 nghìn này. À ổn. To dài. Đấy là số 14 rồi. Em bửa thế nào để cầm như nào cho khách nhìn thấy đẹp này. Đó. Số bao nhiêu? Số 14. Số này bán 700 nghìn. Một dề rất là to khủng bố luôn. 700 nghìn cho cái dề đấy. Rồi đưa cho cậu quý đi. Và dề cuối cùng là dề số 15. Là một dề rất là to đẹp dài nhé. Với dề này thì em bán giá là 1 triệu rưỡi nhé. Không có một thân này, hai thân này, ba thân này, bốn thân này, năm thân này, sáu thân to và một đống thân bé ở trên này. Đây. Đó. Để chéo chéo ra như này để khách hàng nhìn rõ hết đấy. Đấy, cả cái dề đấy ạ. Đấy. Rồi tổng phổ cái dề quế rất là đẹp ạ. Đấy toàn bộ hàng dề của chúng em hôm nay phiên buổi tối hôm nay.
Thì cô chú anh chị bạn ưng giò nào khóm nào thì lựa chọn nhé. Ngoài ra trong này là hàng kg này. Gà dẹt thì em vẫn bán giá là 150.000 một cân. Đấy, em hôm nay em không bật đèn flash nên là cái chất lượng hình ảnh nó cũng không được nét cho lắm. 150.000 một cân. Đuôi cáo thì 250 một cân. Đây cáo đây. Có cây rất to này. Đó, còn lại những cây nó vừa vừa như thầy cũng khá là đẹp đây. Cáo này là cáo cây nhá. Đây ạ. 250 một cân. Và quế theo bó này em bán hôm phiên buổi tối hôm nay em sẽ bán 300.000 một bó này. Một bó có từ 5 đến 6 cây, cây to thì 4 cây. Và một cái bó này thì được một giò và em bán 300.000 một bó này. Đây em còn có tổng khoảng chục bó này để giao lưu cô chú anh chị các bạn thôi ạ. Đây nhiều bó này rất là to này, cây bé rất to này. Đấy. 300k một cho một bó này. Đây là quế trắng nhé, quế tháng 8 nhé. 300k một bó. Trong này hai viên nữ. Hai viên nữ em còn một ít luôn này, em bán giá 100.000 một cân. Và mặt hàng hot nhất của tối hôm nay là cái ấy kiều tím miền Trung nhé. Thân ngắn dài từ 40cm đổ lại và rất là nhiều thân tơ. Đó. Với cái loại kiều tím miền Trung này em bán giá là 300.000 một kg cho cô chú anh chị các bạn sưu tầm. Đấy. 300.000 một cân cho cô chú anh chị các bạn sưu tầm nhé. Trong này là kiếm đỏ em bán giá là 100.000 một bó này. Hôm nay em còn vài bó thôi. Đây. Còn có một bó này. Hai bó, ba bó. Còn có bốn bó đấy ạ. Đấy còn có bốn bó đấy ạ. Kiếm đỏ 100.000 một bó. Thanh đạm 100.000 một kg, em còn khoảng 3 cân. Đấy. Sẽ bán hết cho cô chú anh chị các bạn luôn ạ. Đấy. 100.000 một kg. Và mặt hàng này là đùi gà tròn đây. Đùi gà tròn này thì ra hoa vào tháng 2, tháng 3. Dương lịch. Đấy. Ở trên em thì xứ lạnh nên là chưa có nụ này. Đang có sưng sưng lên này. Đấy là cái thời điểm là gửi hàng rất là hay và tốt nhất này. Khi mà khách hàng trồng lên thì sau một tháng thời tiết nóng thì nó sẽ có hoa ngay. Đấy, giá 230.000 một cân. Và loại riêng đùi gà tròn này thì nó không có hàng dề đâu nhá. Lúc dân khai thác về thì có hàng dề. Nhưng mà khi mà lấy dề về ấy, thì nó có nhiều thân già quá. Cái lan nó có nhiều thân già quá nên là em lại tiến hành cái công tác là bóc tách ra. Để làm sao đấy thì cái số lượng thân tơ nó nhiều hơn thân già khi mà gửi cho khách hàng. Chứ còn để nguyên dề to thì cái dề nó nặng 2-3 cân, thậm chí có những dề 5 cân, 6 cân thì nó rất là nhiều thân già. Nên là khi mà gửi cho khách hàng thì thân già nhiều quá thì chúng em lại không làm được. Đấy. Thì chúng em mới tách ra như thế này, tách ra thành khóm con này thì nó cái lượng thân tơ nó sẽ nhiều hơn. Thì khách hàng mua sẽ được lợi hơn. Đấy, chơi được cái giò hoa nó sẽ đẹp hơn. Đấy. Đùi gà tròn 230.000 nhé. Ngoài ra thì ở đây thì em còn có mấy hình đuôi cáo này, còn có một hình này, hai hình, ba hình, bốn hình, năm hình. Loại này là cáo tuyển, cáo xếp thì em bán giá là 800.000 một hình. Một hình gồm có một cặp như thế này. Đó, đây là hai cây lá xếp rất đẹp này. Đấy 800.000. Một hình này và cặp này đây là một cặp rất là to đẹp này. Đây này. Em cũng bán 800.000 hai cây. Đấy. Ở đây em cũng có một cặp nữa này, cặp này có 3 cây này. Đấy. 800.000. Cuối cùng ở phía bên này cũng thế thôi. Đây. Cặp này nữa này, có 4 cặp tất cả. Em bán 800.000 một cặp. Đấy. Cuối cùng ở đây là combo, combo này em bán cho mọi người chơi sưu tầm đấy nhé. Combo này là có tổng khoảng dưới 10 loại lan. Đấy. Em có 3 cái combo và dành cho cô chú anh chị các bạn em bán 300.000 một cái. Đấy, 300.000 một combo này. Combo này thì khi mà khách hàng mua về trồng thì chăm thì sang xuân thì xác suất của nó mọc lên được tổng khoảng 90% thôi. Đấy, còn 10% thì do cách chăm sóc và do cách trồng và do thời tiết. Đấy. Và cuối cùng ở ngoài này em còn có mấy hình lan nữa này. Đây là cái toàn bộ chỗ hương vani. Đấy, toàn bộ chỗ hương vani này. Em bán 250 chỗ này. Đấy. Một cây nguyên bản này và một cái dề rất là to này. Đấy. 250 cho toàn bộ chỗ này. Ngoài ra ở đây em còn có cáo nguyên bản nhé. Vanda nguyên bản có một cây này. À đây không phải rồi. Đấy có một cái này có hai cây này. Hai cây và hai cây rời này, bán kèm vào luôn này. Em bán cả chỗ này em bán 200.000 nhé. Đấy, 200.000. Và ở đây em có một dề đuôi cáo. Đây là hàng nguyên bản đấy. Rất đẹp ạ. Phải nói là rất là đẹp ạ. Gồm có 1 2 3 4 thân ạ. 4 thân với cái giò này thì em bán 650k nhé. Đấy, em bán 650k có 4 thân, ở dưới cùng có một thân đây. Cái này thì ship xa được ạ. Nó cũng nhẹ thôi, tầm khoảng 2 cân rưỡi. Đổ lại. Và ở đây có một dề này, chắc là mọi người quan tâm nhất đến dề này. Dề này gồm có 3 này, 6 này, 9 này, 12 cặp lá. Đấy, có mỗi cành lá ngọn nhất này là dân khai thác là cái này con sóc nó ăn. Đây.
Có mỗi cái lá ngọn là bị con sóc ăn mất. 12 cặp lá của cây to nhất này. Cây bé bé vừa vừa gồm có 3, 6, 7, 8 cặp lá. Và cây cuối cùng có 2 cây ở trong nữa. Đây, cái này gồm có tổng của nó là có 4 cây. Đây, 4 cây, rất là đẹp ạ. Giò này thì rất là đẹp. Và với cái dề đẹp Meli này thì em xin phép được bán giá là 1 triệu 400 nghìn nhé. 1 triệu 400 nghìn cho cái giò đuôi cáo này, cái dề đuôi cáo này. Để mà khi mà khách hàng mua về thì hãy ghép như thế này cho em này. Ghép như thế này luôn này. Và cây này thì em có dám cá rằng cây này là cây cáo xếp cong phân nhánh luôn. Đây, cái này nó mọc ở cái cây nó như thế này thì nó mới cong này thôi. Còn không nó sẽ lên thẳng đứng. Cây này chắc chắn là cây cáo xếp luôn. À, cáo phân nhánh luôn. Đây. Cái này dân khai thác vì cái ngòi hoa của nó bị gãy hết rồi. Đây. Và cuối cùng ở đây. Cuối cùng ở đây em có một cặp, một mẹ một con này. Đây, một mẹ hai con, em xin lỗi đây, một mẹ hai con. Một cây nguyên bản đây. Và cây này có ba thân, ba cây con nữa này. Đó. Hai cây nguyên bản này thì dành cho khách hàng mà mới bắt đầu tập chơi lan, tập trồng lan. Toàn bộ chỗ này này. Em bán 500 nghìn nhé. Đấy. 500 nghìn cho hình cuối cùng này. Đấy, cuối video. Em xin phép được chúc sức khỏe toàn thể cô chú anh chị các bạn. Chúc tất cả cô chú anh chị các bạn có buổi tối thật là vui vẻ, ấm áp bên gia đình và người thương. Thì sáng mai em sẽ cập nhật lại một lần nữa tất cả các mặt hàng chúng em muốn trao đổi giao lưu với toàn thể cô chú anh chị các bạn. Đấy, kính mời cô chú anh chị các bạn hãy xem và chọn hàng cho gia đình mình nhé. Em tắt video tại đây đi ạ.